Đội chống bạo động được trang bị đầy đủ vũ khí, với sự trợ giúp của thang cứu hỏa, họ đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào cộng đồng Akiner, ngăn chặn cuộc bạo loạn chưa từng có trong lịch sử. Nhưng điều mà các thành viên trong đội không ngờ tới là họ đã thực sự trúng bẫy của bọn khởi loạn. Đối thủ đều coi thường cái chết với vũ khí trong tay để bao vây các thành viên trong đội chống bạo động. Các thành viên đội chống bạo động tụ lại với nhau, dùng khiên để chặn pháo hoa và đá bay đến từ mọi hướng. Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện với bom xăng trên tay, châm lửa sau đó ném vào đám người. Đội chống bạo động bị ngọn lửa tấn công, lập tức tản ra và bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Vụ bạo loạn gây chấn động nước Pháp là do một cậu bé tên Ít Yêu bị ba người mặc đồ cảnh sát đánh chết. Đoạn video được tung lên mạng gây xôn xao dư luận. Gia đình Ít Yêu không phải tầm thường, có uy danh nhất định trong cộng đồng Athena. Đồng thời ông nội của cậu là một quân nhân đóng góp nhiều công lao hiển hách cho đất nước. Abdel là anh hai của Ít Yêu cũng là một quân nhân tại ngũ. Khi biết được cái chết thương tâm của em trai, Abdel đã nhanh chóng trở về từ tiền tuyến để yêu cầu một lời giải thích cho em mình. Cảnh sát trưởng tại cổng sở cảnh sát đã tổ chức họp báo về vụ việc này, tỏ rõ thái độ sẽ khai báo cho gia đình Abdel và hung thủ sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nào ngờ, Karim, anh ba của Ít Yêu đã nhìn thấu mặt mũi nanh ác của cảnh sát. Karim không đủ kiên nhẫn như Abdel, cầm một quả bom xăng trong tay, sau đó Karim gọi đàn em lao vào đồn cảnh sát để bắt đầu cướp bóc và đập phá. Trong phút chốc cảnh tượng hỗn loạn, người dân chạy tán loạn khắp nơi. Những kẻ côn đồ đã cướp sạch vũ khí trong đồn cảnh sát, tấn công các sĩ quan cảnh sát cản đường. Trước nhóm côn đồ hung ác tàn bạo như vậy, cảnh sát không có cách nào đối phó, chỉ có thể dương mắt nhìn bọn chúng đập phá. Cuối cùng Karim lấy đồ và lái một chiếc xe cảnh sát trở lại cộng đồng Athena. Và cuộc bạo loạn gây chấn động cả nước này chính thức bắt đầu. Karim có phải là một kẻ khởi loạn thực sự? Thực ra không phải, anh chỉ muốn một lời giải thích cho em trai mình, nhưng sự thờ ơ và vô tác dụng của cảnh sát thực sự rất kinh tởm, buộc anh phải ra tay. Sau đó Karim đưa mọi người chặn tất cả lối ra vào của cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng thủ tương ứng. Sau khi vụ việc xảy ra, chính phủ Pháp đã khẩn cấp cử đội chống bạo động đến cộng đồng Athena để tiến hành một cuộc trấn áp. Không lâu sau, đội ngũ đã được tập hợp và đến cổng chính của cộng đồng, chỉ chờ chỉ huy phát lệnh chiến đấu. Bên này, Marta, anh cả của Ít Yêu là một tay buôn vũ khí. Marta bị sốc trước hành động của Karim, nhưng anh không thể kiểm soát được em trai mình. Thấy cộng đồng bị phong tỏa, một khi cảnh sát ập vào và phát hiện những khẩu súng đang cất giấu thì sẽ liên lụy đến anh. Vì vậy, Marta quyết định rời khỏi cộng đồng ngay lập tức để giấu súng ống ở bên ngoài. Kết quả Karim ra lệnh bất cứ một ai cũng không được phép ra ngoài, kể cả Marta. Trong cơn tức giận, Marta đã xảy ra mâu thuẫn với người của Karim, hai bên cự cãi với nhau. Nhưng do đối thủ quá đông, anh không thể địch lại được nên bất lực buộc phải quay lại căn cứ. Lúc này Karim đến và hy vọng anh trai lấy súng ra hỗ trợ mình. Marta biết rằng, nếu súng ống xuất hiện trong cuộc bạo loạn này thì hậu quả rất nghiêm trọng, vì thế anh đã từ chối lấy súng ra, hai anh em đã xung đột với nhau vì chuyện này. Sau đó Marta đưa người đến căn cứ ẩn nấp và bắt đầu tính kế lâu dài. Anh gọi điện đến nội gián của mình ở đồn cảnh sát, hy vọng bên kia có thể giúp anh thoát ra ngoài. Nhưng đáng tiếc là trong tình hình hiện tại, anh ta không thể cử ai vào cả, chỉ có thể bảo Marta chờ đợi tại chỗ, đến lúc đó xem liệu có cơ hội nào khác hay không. Khi Marta nghe điều này thì trái tim anh như đông cứng lại. Cùng lúc này Abdel nhận thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, anh vừa di tản cư dân trong cộng đồng, vừa tìm kiếm tung tích của em trai mình, định thuyết phục em trai phản đối theo cách khác. Thật tiếc là Karim hoàn toàn không nghe theo lời khuyên, quyết tâm chống lại chính phủ đến cùng, cho đến khi phía cảnh sát giao ra ba tên cảnh sát tội phạm. Trong quá trình sơ tán, các cư dân đã đụng độ với đội chống bạo động. Cảnh tượng một lần nữa trở nên hỗn loạn. Sự việc được các phương tiện truyền thông đưa tin tại hiện trường phát lên mạng, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi. Karim cũng đổ thêm dầu vào lửa. Đội chống bạo động đã ném đạn hơi cay lên lầu, bọn khởi loạn đáp trả bằng cách ném gạch và đá. Tất cả mọi người lần lượt trở nên điên cuồng, có kẻ còn hưng phấn hét lớn: "Tôi đang tè lên cảnh sát, chúng không làm gì được." Nhưng tình tiết đã có một cú quay xe mạnh mẽ vào thời điểm này. Theo các nguồn tin nói rằng, những hung thủ giết Ít Yêu không phải là cảnh sát mà là phe cực hữu cực đoan. Chúng muốn làm trầm trọng căng thẳng gần đây nhằm kiếm lợi từ đó. Karim không tin điều này, coi đó chỉ là một phương tiện để chính phủ chuyển hướng mục tiêu. Anh nhìn bức ảnh của em trai mình treo trên tường sau đó đã bật khóc. Lúc này tin tức cảnh sát ập vào cộng đồng phát ra từ bộ đàm, Karim lập tức dẫn người đến ngăn cản. Đội chống bạo động đã phun hơi cay để chống trả, tuy nhiên số lượng người không chiếm ưu thế, cuối cùng bị bọn khởi loạn đuổi ra ngoài, lối vào cũng bị thùng rác chặn lại. Lãnh đạo Murat của đội chống bạo động đành bó tay phải tìm đến Abdel, hy vọng anh có thể trở lại cộng đồng và tìm cách thuyết phục Karim từ bỏ sự phản kháng của mình. Murat nói với Abdel rằng ba người trong video không phải là cảnh sát, mà là phần tử cực hữu cực đoan, nếu tiếp tục thế này sẽ bất lợi cho cả đôi bên. Abdel nghe xong không nói gì. Thấy tình hình càng lúc càng xấu đi, quan chức cấp cao của chính phủ đã ra lệnh điều động toàn bộ đội chống bạo động, mở một cuộc tấn công bất ngờ vào cộng đồng Athena để nhanh chóng dập tắt vụ việc này. Nhân lúc trời tối, các đội chống bạo động được trang bị vũ khí đã xông vào cộng đồng. Thật tiếc là trận chiến không kéo dài được bao lâu, thì đội chống bạo động đã bị bao vây bởi những kẻ khởi loạn chiếm lợi thế về địa hình. Họ chỉ có thể dựa vào lá chắn để chống đỡ, nhưng cuối cùng đã bị phá vỡ, bỏ chạy tán loạn bởi một bom xăng từ Karim. Trong lúc hỗn loạn, Karim đã bắt một thành viên đội chống bạo loạn làm con tin và đe dọa cảnh sát hãy giao hung thủ ra. Bắt giữ viên cảnh sát làm con tin là một tội nghiêm trọng, chính phủ bắt đầu xem xét việc triển khai quân đội. Abdel xem đoạn video bắt con tin do Karim đăng lên, anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Sau một hồi suy nghĩ, anh đi theo con đường nhỏ vào trong cộng đồng, sau đó tìm thấy Karim và cảnh cáo Karim rằng, nhân lúc quân đội vẫn chưa được điều động hãy mau chóng thả người ra. Karim không nghe, hai anh em xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Sau cuộc cãi vã, Abdel muốn cưỡng chế đưa con tin đi, nhưng Karim ra sức ngăn cản, nếu không đạt được kết quả như mong muốn thì anh sẽ không dừng lại. Abdel thuyết phục em trai mình là sự việc đã rồi, dù có chống đối thế nào thì ít yêu cũng sẽ không sống lại, nên hãy giao vụ việc này cho cảnh sát xử lý. Karim nghe xong nói rằng anh trai mình là một kẻ phản bội. Abdel nghe vậy liền tung một cú đấm trời giáng, anh luôn muốn đi tìm công lý cho em trai mình. Nhưng với tình hình hiện tại không cho phép Karim làm liều. Sau đó anh cưỡng chế đưa con tin rời đi, Karim vội vàng đuổi theo phía sau. Cả hai tranh nhau bỏ chạy, cuối cùng cũng đến được lối ra. Nhưng họ bị cảnh sát ở cổng nhầm là kẻ khởi loạn nên đã nổ súng, con tin đã bị trúng đạn. Bất lực, Abdel chỉ có thể đưa con tin chạy trở lại và trốn trong căn cứ của Magta. Nhưng khi Magta nhìn thấy cảnh sát liền thầm mắng trong lòng, muốn loại bỏ con tin để tránh làm rò rỉ việc bắn súng của mình. May mà Abdel đã kịp thời lên tiếng ngăn lại cứu mạng con tin một lần nữa. Lúc này Magta nhận được cuộc gọi từ nội gián ở đồn cảnh sát, bên kia nói 10 phút nữa sẽ cử người đến đón. 10 phút không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ dày vò Abdel và bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Karim đã đưa người đến bao vây căn cứ Magta, nhưng bị anh trai nói những lời lẽ kiên quyết đuổi đi. Nhìn thấy tình hình này Karim rất đau lòng, không có ý định nhớ đến tình xưa nữa, anh dùng lửa ép buộc người bên trong ra ngoài. Sau đó anh cầm bom xăng xuất hiện dùng lời lẽ uy hiếp Abdel giao người ra. Nhìn thấy bên kia thờ ơ bất động, Karim châm lửa bom xăng và bắt đầu đếm ngược. Thực ra không khó để nhận ra từ biểu cảm trên gương mặt Karim, anh không muốn chống lại thành thù với anh trai mình, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh suy nghĩ nhiều. Nào ngờ thời gian đếm ngược vừa kết thúc, cảnh sát đến đón người đã xuất hiện. Karim thấy thế quay lại định ném bom xăng tới, nhưng đã bị cảnh sát bắn. Abdel thấy vậy vội mở cửa cuốn, cầm bình cứu hỏa lao đến bên em trai. Ngọn lửa được dập tắt nhưng Karim cũng đã bỏ mạng. Abdel thất thần đau đớn tột cùng ôm lấy thi thể trở về căn cứ. Nhưng vào lúc này Magta vẫn đang nghĩ đến chuyện súng ống. Abdel đột nhiên nổi cơn tam bành, cuối cùng Magta bị đánh tới chết. Cái chết của Magta đã trở thành bước ngoặt khiến Abdel trở thành vai ác, anh đổ lỗi tất cả cho cảnh sát. Đến nước này thủ lĩnh mới của đám khởi loạn đã xuất hiện. Abdel khác với lối chơi làm liều của Karim, muốn chơi thì phải chơi lớn. Anh gọi điện liên lạc Murat, yêu cầu họ trong vòng một tiếng đồng hồ phải giao ba tên cảnh sát đen ra, nếu không thì đợi cho người đến nhận xác. Sau đó anh dẫn đám khởi loạn đi lấy súng, nhưng vì vũ khí đã bị Magta khóa trong tủ, nên anh nhờ một chuyên gia phá mìn trong cộng đồng là Sebastian, phá thành công tủ và lấy được vũ khí. Cùng lúc đó sự việc Karim được lan truyền trên mạng và càng có nhiều người muốn tham gia. Nước Pháp chìm trong hỗn loạn, 30 thành phố đã xuất hiện bạo lực trầm trọng chưa từng có, các đồn cảnh sát bị cướp phá, các nhà thờ Hồi giáo bốc cháy. Hơn nữa, một nhóm cực hữu lớn vừa xông vào tòa thị chính Dijon. Các nhà chức trách Pháp bắt đầu xem xét cử quân đội để đối phó. Biết được những điều này qua thời sự, trong lòng Abdel không chút gợn sóng. Lúc này, con tin ở bên cạnh đã bày tỏ lời xin lỗi về vụ việc anh em của Abdel. Lời xin lỗi có ích không? Vô ích thôi, vì không có cách nào lấy lại mạng cho em trai. Abdel lập tức đứng dậy và sơ tán toàn bộ cư dân của tòa nhà, chuẩn bị sử dụng nơi này làm căn cứ để đối đầu với chính phủ, đồng thời sắp xếp việc cho Sebastian và bắt đầu hành động. Cùng lúc này Abdel nhận được cuộc gọi từ Murat. Murat đã sơ tán nhóm cư dân cuối cùng và hy vọng Abdel sẽ đầu hàng. Abdel nghe xong yêu cầu Murat giao ba tên cảnh sát đó ra. Murat liên tục nhắc lại rằng chúng không phải là cảnh sát. Cảm xúc của Abdel sụp đổ ngay lập tức sau khi nghe điều này. Anh hét lớn, mang chúng đến cho tôi, nếu không tôi sẽ giết con tin. Nhưng Murat vẫn án binh bất động, định hy sinh con tin và đặt tình hình chung lên hàng đầu. Sau khi cúp điện thoại, Abdel đến phòng giam giữ con tin, yêu cầu đàn em quay video lại cảnh anh bắn chết con tin. Con tin hoảng sợ cầu xin anh hãy tha cho mình. Abdel siết chặt khẩu súng trong tay và nhắm thẳng vào đầu con tin. Trong tiếng van xin liên tục, anh đã bóp cò. Bỗng chốc mọi thứ im lặng, nhưng khi cảnh quay được chuyển đến, chúng ta có thể thấy rằng con tin vẫn chưa chết. Cuối cùng Abdel vẫn không giết người, anh thả con tin rời khỏi khu dân cư này. Lúc này, bọn khởi loạn phát hiện Sebastian đã cài vô số bom xăng ở tầng nhà của bọn họ. Bọn chúng nhận ra rằng Abdel muốn chơi liều, lập tức hoảng sợ vội vã chạy ra ngoài đầu hàng. Tất nhiên hành động của Sebastian là do Abdel sắp đặt, anh biết rằng đối đầu với chính phủ sẽ không có kết quả tốt, cũng sẽ không có được câu trả lời như ý muốn, anh muốn kháng nghị bằng cái chết. Sau khi mọi người rời đi, Abdel quay trở lại phòng với ánh mắt đờ đẫn, nằm trên sàn nhà đầy tuyết rơi. Lúc này trực thăng đang lượn vòng bên ngoài tòa nhà dân cư, Abdel đã chọn từ bỏ sự kháng cự. Nhưng đáng buồn là cho đến cuối cùng, Abdel đã mất đi ba người anh em và không có được câu trả lời như mong muốn. Khi cảnh quay được kéo ra khỏi tòa nhà, tầng nhà nơi Abdel đang ở đã nổ tung, cùng lúc ngọn lửa bùng lên, toàn bộ tầng lầu trở thành biển lửa và khói đen bốc lên nghi ngút. Xem đến đây tin chắc rằng nhiều bạn sẽ có một câu hỏi trong lòng, em trai của Abdel rốt cuộc có chết dưới tay của cảnh sát đen không? Cuối phim là đoạn video vụ việc em trai của Abdel. Ba người mặc trang phục cảnh sát, sau khi xong việc thì lập tức lên xe chạy vào rừng. Sau gáy của ba người này có một hình xăm của băng nhóm, đạo diễn còn đặc biệt quay cận cảnh. Sau khi phạm tội, chúng lập tức cởi bỏ trang phục đốt để tiêu hủy. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Akiner. Các bạn nghĩ sao về hành động của các nhân vật trong phim? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.